Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 964 ngày 7 tháng 7 năm 2020. Quy hoạch được triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư. Đây là tiền đề để công tác quy hoạch của tỉnh được thực hiện chặt chẽ, chất lượng hơn, tạo động lực để Đắk Nông bứt phá trong thời gian tới. Những năm qua, vấn đề quy hoạch tại tỉnh Đắk Nông còn những hạn chế, bất cập, gây nhiều khó khăn trong phát triển. Sự thiếu kết nối, bổ trợ, thiếu tích hợp tổng thể là những vấn đề dẫn đến việc lập quy hoạch tại Đắk Nông thiếu tính khả thi. Điều này trở thành nút thắt trong quá trình triển khai quy hoạch. Quá trình phát triển kinh tế, xã hội vì thế bị ảnh hưởng rất lớn. Tỷ lệ mà quy hoạch chi tiết phủ kín đối với hoạch chung, diện tích hoạch chung thì hiện nay tỷ lệ cũng thấp. Rồi bên cạnh đó là cái việc tỷ lệ đô thị hóa thì cũng được trung bình so với cả nước thôi, cũng không cao. Rồi một số cái hệ lụy nữa là liên quan về cái hạn chế nữa là cái việc mà người dân lạm dụng cái kẽ hở pháp luật để mà mua đất nông nghiệp với cái diện tích lớn để mà chuyển đổi rồi săn lấp mặt bằng phân lô bán nền diễn ra thì từ càng ngày càng phức tạp, để hình thành những khu dân cư tự phát rồi đem lại những cái hệ thống hạ tầng giao thông không đảm bảo thiết yếu để cho người dân được hưởng thụ, nên do đó nó dẫn đến cái cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc mà quản lý đô thị rất là khó khăn, rồi quản lý trật tự cũng càng rất là khó, đặc biệt là xây dựng sai phép và trái phép không đúng với quy hoạch đã được phê duyệt. Hội thảo về quy hoạch tỉnh Đắk Nông giúp có cái nhìn rõ nét hơn về thực trạng cũng như sự cần thiết về một đề án quy hoạch tổng thể tỉnh Đắk Nông ở một giai đoạn dài hơi hơn. Hội thảo rất mong nhận được sự góp ý chân tình và tham gia phản biện đóng góp của chuyên sâu và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, của lãnh đạo bộ, đại diện lãnh đạo bộ các đầu tư, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà đầu tư để giúp tỉnh Đắk Nông hoàn thiện về tỉnh nhà. Quy hoạch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm 19 nhiệm vụ, 34 nội dung. Để chuẩn bị quy hoạch được tốt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã quyết liệt chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, đơn vị tư vấn phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch với quyết tâm cao. Quy hoạch đã nhận được sự hỗ trợ tư vấn chiến lược từ công ty tư vấn McKinsey Company Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Roland Berger, các chuyên gia trong nước. Sau gần một năm thực hiện, có 3 kịch bản quy hoạch được McKinsey và liên doanh tư vấn trong nước đưa ra. Trong đó, tỉnh Đắk Nông đã lựa chọn kịch bản 2 với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021-2030 là 9,05%. Đây là kịch bản có sự phấn đấu cao, hài hòa giữa các ngành, tạo nền tảng bền vững cho phát triển giai đoạn tiếp theo. Đây là một kịch bản rất là khả quan mà nó đem lại cái sự phát triển cho tỉnh. Thì ở đây cũng bám trên 3 cái trụ cột chính mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra là về phát triển trụ cột về công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Kịch bản 2 này đáp ứng được yêu cầu và đây là cái tích hợp được những cái tiềm năng thế mạnh của tỉnh để đưa vào quy hoạch để mà các cái ngành chúng ta có định hướng để các địa phương sau này triển khai thực hiện để mà phát triển kinh tế xã hội được tốt hơn. Qua cái hội thảo lần này thì tôi tin rằng quy hoạch sắp tới đây sẽ được hoàn chỉnh. Đặc biệt cái quy hoạch này nó vẫn là tập trung cho có 3 trụ cột kinh tế của tỉnh, đó là công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng. Và đặc biệt qua cái hội thảo này thì chúng tôi tập trung phát huy cái thế mạnh của mình trên 3 cái trụ cột đó. Tuy nhiên bây giờ vẫn lưu ý thêm một vấn đề nữa là vấn đề đảm bảo môi trường, vấn đề môi trường xanh, vấn đề năng lượng xanh và vấn đề là văn hóa dân tộc. Bởi vì tỉnh chúng ta có 40 dân tộc anh em thì vấn đề phát huy bản sắc văn hóa dân tộc các vùng Tây Nguyên rất quan trọng. Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt kỳ vọng quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 21-30 tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nhận diện và rõ hơn
đề xuất các giải pháp để khắc phục triệt để tồn tại hạn chế trong thời gian qua, đặc biệt là đề xuất các phương án phát triển, đề xuất ngành, lĩnh vực phát triển phù hợp trên từng vùng, từng khu vực và từng giai đoạn để phát triển. Để quy hoạch hoàn thiện, sớm đi vào thực tiễn, Đắk Nông đã, đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất. Đầu tiên tôi nghĩ rằng là cái việc mà tập trung công tác quy hoạch, quy hoạch tỉnh, phân khu, quy hoạch chi tiết, đây là vấn đề rất quan trọng để các nhà đầu tư đến. Đồng thời vấn đề là phải làm hạ tầng. Hạ tầng đây là hạ tầng rất nhiều về loại hạ tầng. Đầu tiên là phải là hạ tầng giao thông, rồi các loại hạ tầng khác ăn theo. Và đồng thời là làm sao để tạo được nguồn nhân lực đáp ứng trong tương lai. Chúng tôi tiếp tục làm sao để mà cải thiện các chỉ số đó tốt nhất thì tôi tin rằng nhà đầu tư sẽ đến và ở lại Đắk Nông. Mục tiêu của quy hoạch tỉnh Đắk Nông là trở thành địa phương có nền kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên. Công nghiệp là động lực cho tăng trưởng, đưa Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp bauxit, nhôm và sao nhôm của quốc gia. Tỉnh sẽ phát triển du lịch, trở thành trung tâm của du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, dựa trên lợi thế về khí hậu, cảnh quan. Đắk Nông sẽ tái cơ cấu, chuyển đổi nền nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, liên kết theo chuỗi giá trị, tạo giá trị gia tăng cao, gắn với thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, người dân có mức sống, thu nhập khá trong vùng Tây Nguyên. Quy hoạch thực hiện chặt chẽ sẽ khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội Đắk Nông. Quy hoạch được triển khai vào thực tiễn sẽ khẳng định vị thế của tỉnh và góp phần xứng đáng vào sự phát triển của vùng Tây Nguyên và cả nước, từng bước đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 giai đoạn 2020-2025 đề ra.